Hello, welcome back. Okay, alright, so can you hear me clearly? Yes. Yes, okay. I think in the late afternoon, you may feel bored or tired. Có nghĩa là cái tầm chiều tối thì con sẽ cảm thấy hơi mệt đúng không? Right. Yes. Yes, a bit. Yes. Okay. So, okay. We will still try. Now, can you help me to write down the new words? Now, first, travel. Du lịch. Write down your new word, travel. Du Yes. Travel. Du lịch. Finish, chaser, quần dài thủng, quần, Quần okay, quần dài thủng, chaser, quần dài thủng. Quần dài thủng. Okay. Yes. Have you done yet? Yes. Yes. Done. Okay. So let's go with number. Continue with number 11. No, 11. What again? Overlook. A gloves. Okay. Gloves. Okay. What is the meaning of gloves? Yes. What is the meaning? What does it mean? Yes. Gloves là cái Gì nhỉ? cái găng tay. Anh nghe ngay tại ok, good job. Okay, the final number. If you're wearing trousers, you can keep small things in there. In these, sorry. How do you translate it into Vietnamese? Then How do you translate it into Vietnamese? Number 12. nếu bạn mặc cái quần thủng, bạn có thể giữ nhỏ nó nhỏ trong đó nhỏ trong Tức là bạn có đó. thể giữ những cái thứ nhỏ ở trong đó. Okay, so which word? What? An umbrella? No. No, okay. No. So, what do you think? Nếu mà bạn mặc những cái quần nếu mà bạn mặc những cái quần thủng ấy thì bạn có thể giữ những cái thứ đồ nhỏ trong đấy. Vậy thì mình sẽ nghĩ ra cái gì nhỉ? Cái thứ gì mà chúng ta có Pockets, pocket. Pocket, okay. Let's try. Yeah, pocket. What is the meaning of pocket? là cái túi à? Pocket là ví nha. Con sẽ đẩy cho cô pocket, ví nha. Ok. Ở trong đấy con gọi là túi đúng không? Ok, rồi. Now, let's move. Can you help me to read section C? Can you help me to read? Yes. Yes. Can you read?
con có thể đọc cho cô number C, con có thể đọc cho cô phần C nào? Can you read? Read. Look and read. Okay. Can you see the picture? Can you see the picture? Can you see this picture? Yeah. Yes. Okay. Good job. Now, look and read circle the correct word. Tức là chúng ta sẽ nhìn vào đây này, chúng ta đọc lên và chúng ta sẽ khoanh cái từ đúng, đúng chưa nhỉ? Okay. Rồi. Now, first of all, can you see the picture? And can you tell me how many people are there in this picture? How many people are there in this picture? There are eight people in the picture. Okay. So who are they? Can you guess? Who are they? Can you guess? Yes. Yes. Who are they? No. Nine people. Nine people, okay. So who are they? Who are they? Những ai nhỉ con nhỉ? Có những ai trong đây? A king. King and the children. A dog. King, queen, children. And dog. What else? What are they doing? What are they? They play. They are playing. They are playing. What is this? It's a guitar. Guitar. What is this? I don't know. Okay. No. So, cái trống của chúng ta sẽ là drum. Cái trống. Yeah. Drum. Cái trống. Drum. Oh. Drum. Okay, cái trống của chúng ta. Rồi. What is this fruit? What is this fruit? Apple. Apple. Okay. So can you tell me? Yeah. What is this? It's I don't know. Cái đĩa. Cái đĩa. Do you know? Cái đĩa. Yes. Yes. I don't know. Okay. So cái đĩa của chúng ta sẽ là plate. Plate. Okay. Cái plate. Đĩa. Okay, good job. Wait, okay. Now, help me to read the new word, drum. Drum. Wait. Late. Travel. Travel. Chooser. 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 Okay. What else can you see? What is this? What is this? It's a building. It is building. Okay. In another word. Do you know how to say lodi? Do you know? Lodi. Castle. Yeah, it is castle. How do you spell? C. C. A. S. S. T. T. L. L. And E. And E. Good job, castle. Okay, so how many castles are there in this picture?
Again. How many castles are there in this picture? How many? There one castle in the picture. Oh, only one? Only one? Oh, really? I think one, two, I know. No, three, right? Đây là cái đây là cái tháp mà cô lâu À, đài. đây là cái tháp. Ok. Trong trong bài này con sẽ hình dung cho cô là chúng ta cái tháp của chúng ta thì thường thì chúng ta có lá cờ không nhỉ? Bình thường thì cô sẽ thấy là người ta có cái này, người ta lại nối liền các cái khung thành này á, thì người ta sẽ là lâu đài. Con có biết là trong truyện cổ tích ấy, thì mình có cái hình lâu đài bên trên, mình có nó có những cái lỗ ăn à, nó cái hỗ cửa sổ này, sau đó nó có những cái quét, những cái cờ đúng không? Thì cô đoán đây là cái lâu đài. Chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ chuẩn đoán xem là nó là lâu đài hay là nó là cái tháp nha, được không? Ok, Okay. vậy thì cô sẽ không hỏi câu đấy nữa, giờ mình sẽ xem. Ok. So, can you see how many sentences? We have six sentences here. So number one, can you read and translate it into Vietnamese? Number one. Nữ hoàng đang mặc một chiếc vòng cổ hoặc một cái thắt lưng rất đẹp. So what is she wearing? What is she wearing? She wearing necklace. Necklace. Okay, again. She is wearing a necklace. Okay, necklace. Less. Less. Có S, đúng rồi. Necklace. Yes, okay, yes. So we will circle necklace. Okay, number two. Số 3 và số 4 dài. Ba hoặc bốn cái dài những lá cờ ốm. Okay. Đang bay ở trong gió. À, okay. Rồi, cô sẽ dịch câu này để con dễ hiểu hơn nha. Là ba hay là bốn những cái lá cờ mỏng khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta nói về người thì nó sẽ là ốm hoặc là gầy, đúng không nhỉ? Thế tuy nhiên khi mình nói về lá cờ, chất vải của nó được làm từ vải, thế nên chúng ta sẽ nói là mỏng, những cái lá cờ mỏng và dài. Can you see very long, right? Very long and thin flag. Okay, so are flying in the wind. So how many flags are there? There are three flags are okay. There in the picture. Okay, good job. Number three. A person. A person, one person is mean một người, one là số một, right? Person là người. Okay, person, người. Chúng ta có từ mới, con viết cho cô nè, person, người. Okay. Còn person, chúng ta ở đây one person, khi person không có s thì chúng ta là số ít, được chưa nhỉ? Nếu mà cô nói là people nào, can you see people? People cũng dịch ra là gì con nhỉ? À, người.
Đúng rồi. People cũng là gì, là người. Nhưng mà people là nhiều hay là ít? Để nhiều. Ok, plural noun là số nhiều. Ok, one person. Họ đang làm gì? What are they doing? What is she or he doing? They are carrying a big plate with fruits or pasta on it. So do you know pasta? Yes. Oh, okay, good job. What is this? Pasta là mì ống. Đúng rồi, giỏi thế nhỉ? Đúng rồi, good job. Pasta là mì ống. Có rất nhiều bạn không biết từ này của cô. Pasta, mì ống, chính xác rồi. Vậy pasta chúng ta thường nấu cái món gì, con biết không? Dạ, mì ống à? Ok, nấu mì ống. Khánh đã từng được ăn spaghetti. Spaghetti. Do you eat spaghetti? Did you eat spaghetti? Mì ý. Mì ý, yes. Yes. It's very, ngon. Ngon. Ok. How do you say ngon? I don't know. Ok. So, yummy or delicious? Delicious. I will write for you. Delicious. 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 Or yummy. Yummy. Hai chữ này đều có nghĩa giống nhau. Yummy. Con sẽ nói yummy cho cô cho dễ này. Yummy. Ngon. 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 Yummy. Ngon. Rồi. The next word. So now. So number three. It is fruit or pasta? Fruits. Fruits. Okay. Number four. Number four. Một người đàn ông đang chơi nhạc. Đang wearing là đang mặc đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Wearing đang mặc. Wearing đang vui. Orange. Dịch từng chữ cho cô, one by one. Orange. Orange. Orange nghĩa là quả cam. À, hoặc là màu cam. Màu cam, ok. Vậy chúng ta sẽ nói là nào, the man who's playing music is wearing funny orange tie or gloves. So we should choose the man. Now, first we have to understand the man who's playing music. So, the man who's playing music. He wearing funny orange tires and gloves. Okay. So, do you choose tires or gloves? Which one? Yes. Tires or gloves? Con sẽ chọn tires or gloves. Tires. Tires. Okay. Can you see the man who is playing music wearing now funny orange tires? Now, con nói như vậy. Now, funny có nghĩa là chúng ta sẽ dịch là vui vẻ, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ dịch là ngộ nghĩnh. Được chưa? Chúng ta có một cách khác. Vui vẻ, ngộ nghĩnh. Orange là màu cam, đúng không nhỉ? Ok, can you see this man? Yes. Yes, and he is wearing funny orange ties. Right. He wearing orange ties. Okay, and funny. You have to say wearing funny orange ties. Can you say it again? He
He wearing a tie. Ah, okay. He is wearing funny orange ties. He is wearing funny orange ties. Good job. Okay, now, next, number five. Number five, yeah. Bạn có thể nhìn thấy một cái lát, một cái bàn gỗ tròn hay hoặc là hình vuông ở trong vườn của lâu đài. So what is this? It must be castle, right? Nó chính là lâu đài đúng không nhỉ? Sau đây chúng ta nhắc đến lâu đài. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nhắc đến cái lâu đài garden. Những cái lâu đài trong cái vườn này. Ok. Rồi, vườn lâu đài. So, it is round or square? Around. Around, ok. How do you translate a large round table? A large round table nghĩa là table. Là một cái bàn hình tròn. Ừ, không như thế còn gì nữa? Đó, large là large nghĩa là gì nhỉ? Là cái this is small. This is large. Large. Very large. Là cái I don't know là. Okay. Okay, I will okay. Can you guess? Can you see? It is very small. Okay. It's very small. It is very large. Very small. What is the meaning of small? Small. Nhỏ. Okay, large. Là big. 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 Very big. Yeah. Là rất lớn. Đúng rồi. Okay. So, I will say lớn cũng giống như là large, big or so large. Lớn này, rộng này thì chúng ta sẽ nói là large. 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 Okay. So a large round table có nghĩa là một cái bàn như nào? Một cái bàn lớn. Đúng rồi, lớn và rộng. Okay. Lớn và rộng. Đó, large. Rồi, con ghi cho cô. Large. Rộng. Lớn. Rộng lớn. Large. Rộng lớn. Rộng lớn. Rộng lớn. Large, rộng lớn. Rộng lớn. Ok. Rộng lớn. Finished. Okay. Now, number six. Number six. Vị vua có vị vua tuyệt vời. Vua tuyệt vời. Goat. Goat. Goat nghĩa là vàng. Tức là con ok, vàng kim loại á. Con có biết là vàng, bạc, đồng. Theo thứ tự vàng là đắt nhất này, bạc, đồng, vàng. Ok. Gold. Gold. Vàng. Gold. Vàng. Vàng. Vị vua có một cái vương miện hoặc cái nón tuyệt vời, bằng vàng tuyệt vời ở trên đỉnh đầu của ông ấy. Ừ, đúng rồi, good job. So, what is
What does the king have? What does the king have? King has a wonderful rose crown. Yeah, it is crown. Okay, good job. Okay, can you write down the new word gold? Vàng, vàng. Okay. Vàng. Finish. Okay. Rồi. Rồi. Thôi chúng ta sẽ check đáp án nhé. Nào, number one. Yeah, necklace. Necklace. Three. Good job. Number three. Number three. Fruit. Number four. Tires. Wow. Around. Okay. Around. Around. Okay. Can you help me to read all the new words now? I will say Vietnamese, and then you will. I will speak Vietnamese, and then you will speak. You will help me translate it into English. Okay. Okay. Dark. Black. Mỏng. Thin. Dài. Long. Mọi người. People. Người. Person. Ngon. Yummy. Delicious and delicious. Good job. Ngộ nghĩ. Ngộ nghĩ. Funny. Funny. Okay. Did you write down funny? Ngộ nghĩ. Ngộ nghĩ. Yes. Okay. Funny. Funny. Ngộ nghĩ. Vàng. Good. Okay. Okay. So wonderful. Wonderful, it means là tuyệt vời. Tuyệt vời. Okay. Right. Now. So Khánh, can you look at this picture and at home can you describe this picture again? Can you describe this picture again? What are they doing and who are they? Describe the picture, yeah. Describe. Miêu tả bức tranh. And và nói xem họ làm gì, họ là ai. Can you do it? Yes. Yes, okay. So today we learn about describing this picture. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái miêu tả bức tranh này. Con sẽ dựa vào các đáp án này và cô đã gửi cái đường, cô sẽ gửi cho con một đường link gồm tất cả các video mà con đã học. Con có thể xem bất kỳ video nào cũng được. Trong cái phần đấy thì có sẽ có cái phần video ngày hôm nay của cô. Cô có ghi ngay đấy, thì con có thể mở ra, con tham khảo. Và con đây chúng ta có 6 câu nha. Thế thì Khánh phải viết thêm cho cô 2-3 câu nữa khác hoàn toàn với những cái câu đây nha. Okay, can you do it? Can you do it? Yes. Yes, okay. So, okay, can I see your face? Okay, can I see your face? Can I yes. see your face? Okay. Are you tired now? Are you tired? Yes. A bit. Yes, okay. Rồi. Thế thì con về nhà làm bài tập cho cô nha. Yeah. Okay. So do your homework. And okay. So it's time's up. See you. Thank you and see you next time. Okay, see you next time. See you later. See ya. See ya. Bye bye. Bye.